Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Vừa rồi là lời khai mạc đêm văn nghệ của cùng tòa của ban hoàng pháp, của ban tổ chức đêm văn nghệ Phật đản tại Khánh Hòa tối hôm nay, và làm chống mồi khai mạc cho đêm văn nghệ tối hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Cờ Phật giáo tung bay dọc đường phố, hân hoan mừng thánh đản Đức Thích Ca. Nguyện chúng sanh gần giáo lý Phật đàn, cầu nhân loại sống hòa bình hiền mỹ. Chương trình đêm văn nghệ chào mừng đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Khánh Hòa tối hôm nay được khởi sắc trong không khí hân hoan và thành kính là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền, các sở ban ngành liên quan, các cấp tỉnh, thành phố và phường khu dân trở lại. Đặc biệt là sự tận tình hỗ trợ hoàn thiện chương trình của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa, các trung tâm văn hóa, điện ảnh, bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa và lòng nhiệt thành của các ca sĩ, nghệ sĩ, Phật tử, các vũ đoàn ca múa nhạc tỉnh Khánh Hòa và nỗ lực dâng lời ca tiếng hát điệu múa cúng dường ngày khánh đản của Đức Từ Tổ Thích Ca Mâu Ni. Rất là thích những cái bông hoa sen ở trên cây. Và ban tổ chức đêm văn nghệ tối hôm nay trân trọng tri ân sự hỗ trợ của quý vị. Thấy xe xe là chùa Phúc Trắng. Trân trọng kính mời quý vị hoan hỷ tiến lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của ban tổ chức đại lễ thay cho lời tri ân sâu sắc đến quý vị. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Hoa, phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, phó giám đốc sở du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, ông Văn Ngọc Sen, phó giám đốc sở hồ đồ, bà Nguyễn Thúy Châu, nguyên trưởng đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, bà Đỗ Thị Thanh Minh, mọi người đi coi văn nghệ hết rồi nên trong này thấy thấy, bà Ngô Thị Châu, nguyên giám đốc trung tâm bảo tồn di tích, bà Từ Thị Nhung, nguyên trưởng phòng quảng cáo đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Hồng Sen, sở văn hóa và thể thao, ông Văn Đình Lâm, giám đốc trung tâm văn hóa phía sau bảo trường, bà Hoàng Thị Thi, trưởng phòng quản lý văn hóa, sở văn hóa và thể thao, bà Nguyễn Thị Phương, phó trưởng phòng quản lý văn hóa, sở văn hóa và thể thao, bà Lê Thị Đình, giám đốc khách sạn phố biển, ông Trần Ngọc Quyền, sở du lịch, bà Lê Thị Quỳnh Giao, sở du lịch, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, trung tâm bảo tồn di tích, bà Nguyễn Thị Hồng Tăng, trung tâm bảo tồn di tích, nhà thiết kế Tiểu Vi, nhà thiết kế Quốc Thái và Lê Thị Văn Bình, trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Huy, trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Khánh Hòa, kỹ thuật sân khấu. Xin mời quý vị hoan hỷ tiến lên sân khấu và cùng nghỉ trưa thành kính cung kính. Thank you.
bội thu thì tại các chùa lớn thuộc các hạt Thuận Thành, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Thường Tín, các nơi thờ Phật tín Pháp, những lúc có tổ chức các lễ lớn đều biểu diễn vũ khúc này để dâng hương, hoa, đèn, trà, quả, nhạc lên tam bảo. Vũ khúc được cúng, được truyền bá rộng rãi và đã được du nhập vào xứ Đàn Trong trước đó và kinh đô Phú Xuân sau này. Và kính thưa quý vị, lục cúng hoa văn là một đàn trong bộ ba của nghi thức chạy đàn, đó là lục cúng, khai tịch, bạt độ. Môi trường diễn sướng của lục cúng hoa văn trong Phật giáo và trong cung đình có sự khác nhau. Trong khi lục cúng hoa văn ở cung đình thường chỉ được trình diễn trong các ngày lễ thánh thọ, tiên thọ, vạn thọ và lễ cúng mủ, thì trong Phật giáo vũ khúc này chỉ được trình diễn trong những hoàn cảnh đặc biệt như lễ lạc thành, an vị hay lễ hội vía Phật, nếu có tổ chức giả quan bạt độ, khai đàn trần thế. Khai tịch và bạt độ được diễn trong đêm tổ chức đàn bạt độ với ý nghĩa nhắc nhở cầu cho những người đã khuất giải thoát an vui. Lục cúng hoa đàn được diễn trong đêm có tổ chức đàn chẳng tế với ý nghĩa hoàn mãn, vui mừng, chúc cho mọi người có một cuộc sống thái bình, hạnh phúc, an lạc. Và tiếp tục chương trình, xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục múa lục cúng hoa đăng, phục dựng quang trung Hà Trân, âm nhạc cung đình Huế với phần biểu diễn của vũ đoàn Ma Khoe và vũ đoàn Pha Lê. Thank you.
chào và hẹn gặp lại.